giàu sang phú quý chạy theo nó. Trời ơi, chúng ta thật sự mà nói đúng là kẻ ngốc. Kẻ ngốc vô cùng. Cả người cạo đầu này đi chăng nữa nó cũng trở thành kẻ ngốc trong cái tiền bạc. Càng suy nghĩ càng nói trời ơi mày ngốc dữ với cái thằng đầu chọc. Có chi mày ngày ngoài đời ngày xưa mà mày chưa biết tu thì mày còn chạy theo vật chất đó. Còn bây giờ mày biết tu rồi cái thứ đó mà mày nặng chi cho nó mệt thằng đầu chọc. Những đứa nói những đứa có nghe. Nói những câu này nó hừng hực cái tâm mình nó, trời sao mình ngu dữ cái chợ. Con người chỉ cần có cơm ăn áo bạn mỗi ngày hoài mà cuối năm nó vẫn là như vậy. Vậy là được rồi, nó dư tiền chứ gì trời. Quý vị nghĩ đi, có tiền mất công sợ người ta lấy. Không có tiền thì đâu có ai móc túi được. Quý vị ngồi ở đây không có đồng bạc nào chứ ai móc túi được. Thí dụ như bây giờ thuê xe đi, trả tiền xe xong hết trơn đi. Muốn từng này đi vô chùa cúng 50 ngàn, 120 ngàn, triệu, 2 triệu gì đó. Đến chùa cái lễ Phật ba lại, bỏ thùng tam bảo xong, trong túi không còn cắt nữa. Điện thoại để ở nhà luôn, vì có một buổi tu nên để điện thoại ở nhà luôn. Cái gì cũng để ở nhà, chỉ có cái bản thân này, không lẽ ai lấy cái thân này được. Cái thân này ai lấy là mình cho người ta mới lấy á. Còn mình không cho ai giác được, đúng không? Vì thì phải re đi vô tu, ngồi ngon lành, ngủ nghiêng, ngủ ngã, gì cũng ngủ được, gì đâu có sợ móc túi. Còn tiền trong túi thì sợ bị người ta móc. Thấy chưa? Nên những đức đã nhìn được chỗ này rồi. Không có tiền là một cái điều vô cùng khỏe, chỉ cần có cơm ăn áo bặn là được rồi. Nhưng con người khi có phước nó lạ lắm. Người ta lo hết trơn cho mình vậy đó. Trời ơi, sống 11 năm nay trong đạo đúng là có một cái cảm giác đặc biệt thiệt. Một năm trời chưa bao giờ cầm tiền mà mua một cái món đồ gì. Giết rồi là không có cầm tiền mua cái gì cả. Không có mua một cái gì hết trơn á. Tự người ta là mình thiếu cái gì người ta mua cho mình hết trơn. Nó hạnh phúc đừng có nói nữa. Quý vị nói bây giờ tôi phải cầm tiền tôi đi lựa đồ đi nhức đầu. Muốn bể não vậy đó. Vô cái sạp đồ lựa. Mấy bà đi lựa đồ công nhận không? Cái màu này á. Con nhỏ bán đồ này. Chị cái bộ đồ này mới ra này chị. Cái màu này đẹp không chị coi coi. Trời bộ đồ này không có đẹp em ơi. Không có đẹp đâu. Cái hàng này mới luôn chị, hàng mới luôn á, mới nhập khẩu gì luôn á. Chị là đến gặp lần đầu tiên cái mẫu này là chị bận ra ngoài là không đụng với ai nổi đâu. Cái mẫu này cũng tầm thường thôi em. Coi một chút rồi bắt đầu mắt nó đơ nha. Tự nhiên bốc nhà bộ đồ xấu quắc đem về nhà. Vì nó tham quá đi lựa tùm lum cái xếp đồ đó chứ. Phải chi mà nó bước vô nó nhìn cái góc độ là mình đã chọn cái gì, là mình đã suy nghĩ trong tâm trước rồi. Đến cái là ngay cái màu đó lụm đem về mua. Vì có thể nó còn góc độ còn đặc biệt. Còn vô nó lựa chút lựa cái xấu quắc à. Có nhiều bà hồi xưa gái á, ôi ơi ai đi đến coi cũng chê. Thằng này cao quá mà ôm. Thằng này mập quá lùn. Vậy thì góc độ của em chọn là sao? Ảnh phải cao bự con tướng tá đầy đặn. Nó chọn gì đâu mà kinh khủng cái gì. Nó chọn cuối cùng lụm nhầm cái thằng si cầu que lùm beo xẹp lép. Đúng không? Cuối cùng đúng là gọi là bỏ vô dưa nắm vô dừa. Đúng không? Từ nơi đó nó chọn chứ. Nó chọn tàu lao bác sĩ không à. Giống như đi học Phật Pháp và lụm tùm lum tùm la. Đi đâu cũng vậy, giống như mình là người đa văn vậy đó không. Đi đâu cũng muốn học hết chứ. Học. Vậy mà cuối cùng không ra cái thứ gì chứ. Vì sao cái gì cũng lụm lặt bỏ vào thành tạp. Tại không hành. Người nó chỉ cần có một hướng chuẩn thì nó thành công liền à. Duyên nó đến thì nó đến thôi. Ví dụ như có những gái trẻ ngồi đây nè. Cái duyên cái thằng này đời này chồng của mình này chạy chờ cũng khỏi nắng nữa. Cái duyên nó là đời này nó chồng mình là nó sẽ là chồng mình à. Đừng có suy nghĩ rằng chồng tôi phải như thế này. Anh phải cao ráo. Anh phải có lịch sự. Anh phải có đạo đức. Anh phải có duyên thì sao. Không có được hô. Tương ta phải đô con. Bụng phải nhỏ không được bụng to. Trời ơi, suy nghĩ tùm lum tùm la. Nó làm cho mình vọng tưởng không bằng mình có đạo đức. Mình niệm Phật đi. Tự nhiên cái phước duyên thì phước duyên nó chiêu cảm đến thôi. Đó là cái duyên đời này là thằng đó nó là chồng mình. Dù nó ở phương trời nó cũng đến làm chồng mình à. Vậy thì tâm bình khí hòa rồi. Còn nếu đời này mà mình không có chồng, dù có muốn cỡ nào nó cũng không có chồng. Quý vị thấy có những bà đâu có chồng đâu. Cả đời đâu có chồng đâu. Mà khó chẳng ai vậy đó. Bà không có chồng bà khó chẳng ai. Có nhiều bà ở giá bà khó ác đạn.
kỳ cục. Có nhiều người hỏi Như Đức nói tại sao ở giá mà khó dữ vậy thầy. Như Đức nói ở giá gì bà thiếu thốn nên bà khó. Chứ đâu phải là không muốn, mà là do gì nó không có duyên nên không có. Cũng muốn dữ lắm nhưng mà không ai thèm. Từ nơi đó mà nó lại nhìn người ta là bà này bà có, người này người kia, rồi lại nói người ta cái này kia, là con người đàn bà nó không có gọi là cái đạo đức nên như vậy như vậy. Chứ thật sự mình cũng muốn chết luôn mà không ai thèm mình. Nên nó gọi là chứ đâu phải là cái người mà nó, người ta không muốn có chồng mà người ta khó. Người ta không muốn có chồng là người ta cảm thấy rằng là cái cuộc đời này khổ đau, người ta không có cái duyên gì hết, người ta tùy duyên nên người ta dễ tính. Còn mấy bà đàn bà giá là do gì muốn có mà nó không có, ấm ức trong lòng nó khó. Chỗ nói cái này mà bà nào ở giá chứ cũng tức chồng thầy này. Nói ngay tôi dữ trời. Không, không, kiểm lại cái tâm kỹ đi. Chứ đừng có hay ho gì, nói mình là người ngon lành gì, không phải. Là do mình không có thôi. Thèm khát chết được luôn mà do nó không có. Nên tức tối, ấm ức, nên khó tính. Nên nhìn ai mà gọi là con cháu mà nó quen ai mà con trai đến chọc đồ. Mày nghe không có được vậy, nghe không được vậy nghe. Tại vì sao? Vì bà khô cằn như sỏi đá nên bà khó. Còn người ta ước ác là người ta được hết rồi, cái gì người ta cũng được rồi, nên người ta nói thôi buông xuống. Được hết trơn người mới buông xuống. Có những cô được hết trơn mà còn chưa chịu buông nữa. Trời ơi, có những cô mà ba bốn đời luôn mà còn chưa buông được nữa đó. Nó vẫn là muốn tìm cái mớ. Mớ đâu mà mơ. Nó có gì đâu mà mơ. Thấy không? À, phải chi á, thằng thứ nhất thì hai con mắt, thằng thứ hai là bốn con mắt, thằng thứ ba là sáu con mắt, thằng thứ tư là tám con mắt. Trong cái bốn nó có cái hai, trong cái tám nó có cái ba, thì mình cũng thấy nó còn lạ lạ cái gì để tao chọn thằng thứ ba có nó làm sao. Còn cái này thằng nào cũng hai một. Đúng không? Chứ có gì đâu mà khác. Chọn chi hiểu hết trơn rồi. Chỉ cần quan sát một thằng thì sẽ hiểu tất cả các thằng thôi. Thông một pháp thì thông các pháp thôi. Vậy đó là tự nhiên người đàn bà mình nhất định sẽ an phận thủ thường thôi. Không có sống núi này trong núi nọ. Sống với chồng mà nhìn chồng người ta. Sống với thằng chồng nhỏ con thì nhìn thằng chồng to con. Nhìn cái thằng bự con không biết thằng bự con này sao nữa. Nó là sao đâu. Nó làm vậy chứ làm sao. Cái nguyên lý của con người, dù nó có bự con cỡ nào đi chăng nữa, nó vẫn là nguyên lý như vậy. Nếu nó theo cái trạng thái của bự con đó, quý vị làm sao sống được. Vì công nhận không? Nghĩa là thí dụ như con người nhỏ nó sẽ là căn nhà trung bình. Còn nếu như con người nó quá to con thì căn nhà nó sẽ bự. Thí dụ như đất nước của thế giới cực lạc là nhà rất to vì người quá bự. Theo vị trí đó mà sống. Còn quý vị là người nhỏ thì cái duyên của trời xanh là nó phải là như vậy. Đừng có mong cầu, đừng có nghĩ ngợi lu bu. Đừng có tưởng tượng. Tưởng tượng là nó như vậy, là như vậy, nó sẽ khác. Không phải đâu, nó là một nguyên lý. Một nguyên lý thôi. Mà cái tình cảm của người đến với nhau mà cảm thấy rằng là nó cảm thấy không chán nhau, chỉ có cái là khi gặp nhau nó có lời nói. Khi giữa vợ và chồng, nam và nữ gặp nhau, trước nhất có lời nói. Nói chuyện, nói những lời nói rất có đạo đức, thân mật, rất gần gũi và có lời nói đặc biệt. Khi ngồi với nhau và nói chuyện với nhau, ở bên nhau có những lời nói nó rất là có đạo đức. Từ nơi đó mà khi sống với nhau, tức khắc nó có cái hương vị của đôi vợ chồng này liền. Còn nếu như ba chớp ba sáng, chụp đại chụp càng, lãng quạng lu bu, không có lời nói gì, vậy thì sống với người đàn ông vậy nó chán, mà người đàn bà vậy nó cũng rất là chán. Trong đạo pháp những Đức nói gì, quý vị nghe, quý vị mở rộng ra thêm vì cái cuộc đời quý vị đó. Đây là những Đức kiểm nghiệm rất rõ ràng, vì những Đức đã từng trải cuộc đời dữ quá. Nó rất là mau chán, vì sao? Nó cứ là chưa nhai mà nuốt không hà vậy, nên nó chán vô cùng. Nó đâu có hưởng được cái hương vị của cái món ăn. Một cái món ăn nó phải từ tốn thì nó mới có cảm giác được. Còn nếu như một món ăn mà nó sổ sàng quá thì nó đâu có cảm giác của món ăn. Nó rất là dễ chán quý vị à. Nên con người đến với nhau đặc biệt nhất là nó phải có lời nói đến với nhau. Khi gần gũi với nhau nói chuyện đồ, một cái lời nói đạo đức, nhắc nhở nhau những cái nhân cách làm người, khuyên nhau những cái điều tốt đẹp, lúc đó là lúc có thể dạy nhau rất dễ nghe. Đó là vợ chồng có thể hạnh phúc đó quý vị. Chứ mình đừng có theo cái thờ thế này mà mình nhìn cái hình thức mình cứ là thay lòng đổi dạ, như là thua rồi. Mình là người nghe đạo rồi, tức khắc con người mình chung thủy liền. Nói chung thủy vì nó là một nguyên lý hết.
Một nguyên lý không khác. Nhớ. Nên nhẫn đi, tập nhẫn đi nghe. Có chồng được rồi, đừng có không nhẫn mà đòi hỏi mới lạ nghe. Còn các ông đừng có tiền giàu sang mà đổi bạn đổi vợ, đúng không? Mình con người mình giàu sang là nhờ cái phước. Mình không giữ cái phước mà đi phá cái phước mình thì mình sau này không có được cái gì nữa hết, mất hết, sạch nhách hết, nghe không? Nên có những người ta chụp nhiều tay cuối cùng không có cái gì trong tay nữa. Thà mình chụp được cái gì thì mình nắm cho chắc đi, vậy mà nó tồn tại đó quý vị. Nên người ta nói câu cũng hay á: một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo quéo, ba vợ xuống chuồng heo mà nằm. Trời ơi, nó gặp nhiều ông nhiều vợ rồi, khổ te tôi đi xin ăn được không, đi bán giấy số được không, khổ nằm đầu đường xó chợ, không có đàn bà nào mà nó chăm lo. Tại vì sao? Vì nó canh nhau. Nó ông lỡ bà ba đó ba nuôi đi, lỡ bà hai đó ba nuôi đi, tôi không có trách nhiệm đâu, ông đâu có chung thủy với tôi đâu, tôi có trách nhiệm. Nó đổ qua đổ lại, giống như quý vị tu nhiều pháp vậy đó, niệm nhiều Phật vậy đó. Thì Phật nó chắc chắc niệm Phật đó, Phật đã đến rước rồi, Phật đã rước rồi, thôi ta nghỉ ngơi. Cuối cùng Phật nào cũng nói gì trơn, thì lúc cặn tự nghiệp quý vị. Phật nào, tôi niệm Phật nào bây giờ trời. Niệm Phật nào đây? Tại vì nó đâu có phương hướng đâu. Bây giờ quý vị cứ nắm chắc một Phật A-di-đà, quý vị niệm tới cùng đi, Phật A-di-đà sẽ có trách nhiệm với quý vị liền à. Vì Ngài nói rằng á, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tin ưa là thích thú niệm Phật một hướng chuẩn xác. Chỉ cần đến khi mệnh chung, chỉ cần một niệm đến mười niệm thì ta là Phật A-di-đà sẽ đến rước. Ngài đã hứa như vậy thì chúng ta cứ làm đúng, là chúng ta cứ niệm A-di-đà đến cùng, Ngài có trách nhiệm. Ngài đã hứa mà, người ta là Phật mà, nó hứa mà lo gì. Những đứa hứa tặng áo, những đứa còn tặng áo nó không chi mà Phật. Trời ơi, kẻ phàm phu này nó lừa gạt lừa dối người ta mà có khi nó còn muốn giữ lời nè. Không chỉ là Phật là lời chân thật ngữ mà mình lo gì. Mình cứ tin ngay Phật đi, niệm Phật là có kết quả rồi. Niệm Phật tự nhiên nó hiền, niệm Phật tự nhiên nó lợi ích, niệm Phật tự nhiên nó an lạc, đây là xác thực rồi, gì mà lo nữa. Niệm Phật có tốn tiền đâu mà mình sợ mất mát. Không, cái làm ăn niệm Phật là nó đặc biệt. Nó cũng bỏ công bỏ của gì nhiều, đúng không? Đâu có bỏ của đâu sợ lộ. Đi đến đây niệm Phật đâu có lộ. À, thấy chưa? Vậy mà nói còn nghi ngờ gì trời. Đức Phật Ngài phát ra cái lời nguyện, người ta tu quá trời luôn, người ta phát một lời nguyện vậy mà còn nghi ngờ nữa. Đồ lao ghê luôn. Đúng là cái cuộc đời mình đụng cái gì cũng nghi hết chứ. Cái gì cũng nghi hết chứ ha. Nghi thành quen rồi. Ông này ông cười là mình cũng cười theo. Kỳ cục ghê luôn. Cái nhăn cười là mình cười theo. Thôi cũng được đi, đừng có làm cái nhăn khóc là được. Quý vị mà gần một con người mà nhăn nhó, nó nhăn theo quý vị. Ví dụ như quý vị lấy nhầm chồng hay vợ đi, nhăn tối ngày quý vị nhăn theo á. Ví dụ như quý vị gần một con người mà mỗi ngày cái mặt quý vị nhìn cái mặt đó quý vị làm theo á. Làm theo á. Quý vị thử đi, hai người mà ngồi nói chuyện với nhau mà cái người này mà nói mà cái mặt làm nè, cái tự nhiên cái người ngồi kế bên làm nè, nó ngộ vậy đó quý vị. Chính những đức này, có khi những đức nói mà cao vọng mà nói hơi cao lên, nó nói cái tiếng mà nó hùng hồn lên, cái có những người dưới ngồi làm gì nè, người ta làm theo mà. Mà nếu những đức ở đây mà nói mà vui mà cười, người ta dưới người ta cười hết trơn à. Nó thấy chưa, nó rõ ràng không, cái nhân cái quả nó phù hợp không. Nên mình mà lấy được một con người mà nó hài hòa, nó vui vẻ, nó an lạc là mình thấy mình có phước rồi đó. Chứ đừng có chơi nó lùng nó lé gì kệ nó, miễn nó có duyên là được rồi, đúng không? Có duyên là ngon rồi, đúng không? Sợ nhất là vô duyên á. Sợ nhất là đẹp mà nó không có duyên gì chứ. Nói chuyện thì nó bữa không à. Một cái câu nói mà nó bữa không à. Người ta kêu em, nó cũng là một tiếng em. Nó em nó bữa vậy đó, chịu nổi không? Khi kêu mình ăn, ăn đi. Mặt lúc nào cũng lạnh. Cái mặt lạnh đó không? Giống như nhất là những người mà học hành đồ nhiều mà không thông á, đọc sách nhiều mà không thông á, tưởng nó mình là người cao xa, phải không? Mặt lúc nào cũng lạnh, hoặc là có chức phận gì một chút á, chi cho nó mệt đi trời. Càng chức phận cao nào càng đơn giản nấy,
càng đơn giản nấy thì sao người ta nói trời ơi ông này có chức phận, ông gần gũi ghê, dễ thương quá, đúng không? Có chức phận gì hoặc là mình được giàu sang tự mặt nghiêm, mặt nghiêm giống ai chứ, người ta cười không cười, giờ có chức phận không có cười nữa, khổ ghê trời. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, sao không đi cười đi, tự nhiên cái mặt nghiêm chi ạ? Nghiêm chi cho người ta sợ mình trời, mà mình mà sống với người chồng mà mặt nghiêm mình cũng bị khô khan nữa. Cái mặt ông nghiêm quá nên mình đâu có dám giỡn với ông, đâu có dám nói chuyện vui với ông đâu. Nói chuyện vui bạn bữa mình sao, đúng không? Từ lúc đó mà mình mặt mình chứ nó già luôn. Mà những cái người mặt nghiêm nó già lắm quý vị. Nghiêm mặt già lắm. Nghiêm. Thấy thấy khó khăn rồi đúng không? Mình vừa đến nơi nào mà mình thấy chủ nhà. Quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi đâu. Chào chú. Dạ con chào chú. Tao nghiêm lắm mày ơi. Thôi thôi con chào chú con về nghe. Rồi xong hết duyên rồi đó, vậy thấy không? Người ta chào mình về thấy không? Hết duyên rồi đúng không? Chào chú. À con mới đến hả con? À uống nước ăn cơm gì chưa? Không thấy có duyên rồi đúng không? Chào chú. Chào chú. Thua, người ta đến một lần đố mà ta đến nhà quý vị nữa đó. À, bắt căng mà, ta không có đến nữa đâu quý vị à. Quý vị đến đây là do quý vị vui, từ trên tới dưới ai cũng niềm nở quý vị, quý vị mới đến đây đông gì đúng không? Nếu quý vị đi đến chỗ quý vị gặp ai cũng mặt lạnh chứ, quý vị đến đây làm chi à? Ngoài đời nó là lạnh quá, vô đây tôi tìm những hương vị sưởi ấm. Nhưng mà tôi vô đây tôi thấy còn lạnh hơn nữa. Thôi được rồi. Ôi ơi, có những ông thầy mặt lạnh ghê lắm vị ơi. Đi mà giống như là gió luật. Cái gì ghê vậy thầy? Thầy nghiêm túc gió luật không có chớp mắt con. Vậy thầy đi ngang cái hầm có chớp mắt không? Thầy đi ngang cái cầu thì không chớp mắt thì té xong cái chủng liền. Đùa không? Trời, gió luật là gió luật. Còn cái trong cái gió luật nó có một cái sự mà hòa nhã. Làm gì nghiêm như à? Cái người mà học giới càng học thì nó càng gặn gũi, nó mới là thông giới. Người học giới mà không thông nó thành khó chịu. Vì coi có những người học sách xưa khó chịu ác đạn, ai mà dám đọc sách xưa? Người ta càng đọc sách người ta mới học theo như đọc sách. Nhà Nho thì ngày Khổng Tử bị coi gặn gũi vô cùng luôn. Thông từ chỗ đó mà học thì học dễ tính như gì đâu. Phật dễ tính vô cùng luôn. À, người ta hỏi Phật biết giữ châu không? Phật nói biết. Phật thấy bà già xỏ kim, Phật xỏ kim. Phật thấy người ta bệnh đau ai chăm, Phật đến chăm bệnh người ta, đi đem ta đi tắm giùm vậy nè. Thì thấy gần gũi chưa? Là Phật á. Mình không ra gì hết trơn, nó mới trở thành người khó khăn. Ai mà học Phật mà học ra khó khăn trời. Càng học Phật nó càng dễ tính. Dễ tính đi, mình sẽ sống lâu. Dễ tính nó lâu già. Đó. Học nhẫn nhục. Câu thứ tư, học thấu hiểu. Học thấu hiểu. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được. Bây giờ chúng ta sống với nhau mà chúng ta không hiểu nhau, chúng ta cũng rất dễ bị kích động lắm quý vị. Bị cái sự châm thọt mà mình không rõ ràng mà là mình tin dễ. Tại mình không thấu hiểu nhau. Thí dụ như vợ chồng sống mà không tin tưởng nhau, chỉ cần nghe người ta nói tầm bậy, vợ của mày tao thấy hôm qua đứng với thằng nào ngoài đường nói chuyện. Cái gì? Về đây tao quýnh mày chặn như mày te tua luôn. Đó là nó không thấu hiểu nhau. Nó rất dễ xảy ra nhiều vấn đề lu bu. Nên cái câu này mới nói là thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi tranh chấp hiểu lầm. Đó đàng không? Thị phi tranh chấp hiểu lầm là do gì? Không hiểu nhau mà xảy ra vấn đề quý vị. Nên mình là một người lãnh đạo, ai mà tâu cái gì mình phải rõ ràng từ tốn, chứ không có thể nào làm liền được. Vừa tâu cái mình muốn chảm người ta liền, cái này không ai dám sống với mình chứ ha. Mà cũng rất dễ bị kích động quý vị. Người ta thấy mình dễ kích động, người ta cứ theo đó mà người ta hại mình dễ. Nên mình là con người phải sống với nhau, phải có sự lòng tin và hiểu nhau mới được. Trong một đoàn thể như Đức cứ thường nói với các anh em, mình phải tin tưởng nhau. Vì mình cùng trên một chiếc thuyền bơi qua bên kia sông, mình không tin tưởng nhau làm sao mà ở trên chiếc thuyền này được.
không? Trong một gia đình phải tin tưởng nhau. Dù cho người ta có gạt mình cũng tin tưởng nhau. Vì sao? Vì mình tin nhân quả. Tin nhân quả. Cuộc đời này không có gì mất mát đâu, đừng có sợ. Cuộc đời này không có gì thiệt thòi đâu quý vị. Chỉ cần nghĩ không có gì mất mát, không có gì thiệt thòi, và không có gì để chúng ta bị lấy hết trơn. Vậy thì quý vị yên tâm rồi đó. Nhớ nghe, không có gì bị lấy mà cũng không có gì mất mát, cũng không có gì thiệt thòi hết trơn á. Thì quý vị tức khắc tự tại liền, không nói cho nghe. Cái này là 100% những đứa đã kiểm nghiệm qua tất cả các cụ già những đứa nuôi. Những đứa đã thấy ra 80 năm cuộc đời, 90 năm cuộc đời, 100 năm cuộc đời, 50 năm cuộc đời, 40 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời, 20 năm cuộc đời cũng có chết nữa. 10 năm cũng có chết nữa. Chùa chúng ta cũng đã từng có con nít đến đây chết nữa. Ngày xưa trên kia những đứa thấy. Từ 10 cho đến 100 những đứa đã thấy là kiểm qua cuộc đời của người những đứa thấy. Ô, không có gì là chúng ta thiệt thòi và mất mát cả. Không có gì thiệt thòi mất mát hết trơn á. Nên có một đứa bé này á, nó bị cha ruột của nó hại cuộc đời. Nó khổ đau, cái lương tâm nó kinh khủng. Nó nghe những đứa nói chuyện không có gì mất mát cả. Đã là trả nợ đàn ông là trả nợ đàn ông. Đã là đàn ông thì chúng ta không cần nói đàn ông gì hết trơn. Đã thiếu nợ là phải trả. Còn nếu như chúng ta ôm hận trong lòng buồn khổ nặng nề, vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ bị một cái, những cái vĩ vãn nó làm mình phải khổ đau hoài, ám ảnh hoài cả đời con người của mình. Cho cái xã hội bây giờ nói cái chuyện mà gọi là cha ruột hại con gái, ông nội ông ngoại mà hại cháu có không? Nhiều chứ. Chú mà hại cháu có không? Có. Hại con nít có. Từ nơi đó mà nó phải có vật pháp nó giải tỏa được, nếu không là cả đời nó bị cái ám ảnh đó. Có khi cái đứa này thằng kinh nó bắn loạn luôn, có không? Bị. Nên chúng ta nói rằng đã là trả nợ là trả nợ. Chúng ta vay mượn tứ đại, trả cho tứ đại, như là của thiên trả địa gì đó. Có cái gì đâu mà mất mát. Của bữa nay tay mình, ngày mai tay người khác. Nhà mình đang ở là đang nhà mình. Mình bước ra khỏi nhà là không phải nhà mình. Của mình đang để trong túi là của mình. Của để trong ngân hàng không phải của mình. Phải nhớ đem của để trong ngân hàng không phải của mình nữa. Quý vị chỉ cần một sơ suất gì đó mà bị bỏ mạng, không phải của mình đâu. Của trong tay mình nè, như cái máy bấm số niệm Phật đang trong tay mình là của mình nè. Đây là mình có thể quyết định quay tới quay lui, mình quyết định nè. Còn cái máy niệm Phật này để ở chỗ khác cách xa chúng ta là không phải của mình nữa. Nó rất dễ vô thường, không còn cái của mình nữa đâu. Trời ơi, con người chúng ta mà một tay che chờ được sao? Chúng ta không biết đủ nên làm mình khổ đau nặng nề quý vị à. Nên nhớ nè, không có gì mất mát, không có gì thiệt thòi hết trơn á. Nó đều là nhân quả ba đời mà chiêu cảm đến. Nên Phật có nói muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nhân quả ba đời câu thông, gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Đó rõ ràng. Quý vị mà nghe như vậy rồi cái tâm bình khí hòa, con người nó không buồn khổ nữa. Con người mình khổ đau là mình nói mình thiệt thòi. Tôi nhiệt tình như vậy mà đối xử với tôi như vậy thiệt thòi. Tôi cho ra nhiều như vậy mà tại sao tôi không lấy lại thiệt thòi. Tôi giúp nhiều người mà tại sao người ta không trả ơn tôi thiệt thòi. Bạn đều là nói gì thiệt thòi nên bạn sanh phiền não. Không có thiệt thòi. Bạn trả nợ khi dư nhất định sẽ đến với bạn. Bạn làm điều thiện nhưng mà cái phước thiện chưa phát là do vì cái nghiệp chướng bạn tạo nhiều quá, nó chưa xong. Thì tiếp tục mà chăng thật làm đi. Đến một ngày nào nhất định khi nó đã quá giải rồi thì tức khắc là phước báo duyên nó đến ào ào, không nói chứ. Con người chúng ta do làm thiện mà có cái mong cầu, đi làm từ thiện muốn có danh, đi làm một chút muốn người ta biết. Chúng ta buông xả lắm mà buông nhỏ lấy lớn. Buông cái nhỏ lấy cái lớn, buông xả. Buông xả kiểu này chắc buông 1000 đời cũng không giảng sanh nữa. Tại vì buông nhỏ lấy lớn mà. Thí dụ như bây giờ đi làm từ thiện, đi quyên góp, nhưng mà bỏ ra một phần nào làm còn một phần giữ lại là buông nhỏ lấy lớn. Ví dụ như một thầy chùa ông đi làm từ thiện đi, ông quyên góp, ông kêu gọi Phật tử đi, ông bỏ ra một phần nào, ông phải nêu lên. Hoặc là như thế nào, nó có dư ở trong đó. Nếu mà quý vị làm như vậy gọi là buông nhỏ lấy lớn. Chúng ta đã làm là làm nhiệt tình, không cần thiết người ta biết gì chứ. Muốn làm là làm, không nói chứ. Làm là làm à, chân thật mà làm đi. Mà con người nó đặc biệt là tâm bình khí hòa là nó không có tiền trong người gì chứ, nó khỏe quý vị. Như đủ sống nó không suy nghĩ vu vơ nghe. Nhà Đức thấy chỗ này là thấy cái chỗ rõ ràng luôn á. Đó, nên con người chúng ta nói buông xả chứ thật sự buông nhỏ lấy lớn không à. Nó buông tép bắt tôm không à. Có khi có những người biết tu, có khi cũng là
đem đồ quảng cáo như là tặng, như gửi cho chùa chiền, nhưng thầy nói giùm con một câu để con kinh doanh được ngon lành. Nó là buôn nhỏ muốn tìm lớn. Vậy làm sao mà công đức chàng? Dù có phước đi chăng nữa cũng phước nhỏ xíu à. Tại vì cái tâm địa đó nó đâu có phước. Nên ở trong Phật môn mà làm mà tính toán là thật sự nó không có bao nhiêu chứ quý vị. Mà phần nhiều chúng ta đều làm là tính toán không à, tính toán so đo từng chút không à quý vị. Nên chúng ta thật sự mà nói tu giải thoát, tâm ta không giải thoát. Nên con người phải có lòng tin mà hiểu nhau mới được. Đến với nhau chân thật. Nên cuộc đời những đức á, không có gì mà phải bận tâm hết chứ. Ha, bên kia mắc cười, có một cái chú này vô chùa tu thời gian cũng lâu, đạo tràng bên kia. Con bé này nó vô chùa, bé nó mới có 15 tuổi. Bé nó vô chùa, cô nó dẫn vô chùa tu. Cô cũng muốn ở trong chùa, cho nó ở trong chùa nó tu á. Xong rồi nó ở trong chùa nó buồn quá. Nó không có gặp mấy cô trẻ, nó chơi chung nó hơi buồn. Xong rồi nó mới tâm sự với chú này. Tâm sự chú này là nó buồn quá. Chú này ổng dẫn nó lên trên cái khu mà mấy cô trẻ bên kia bên cho nó chơi chung. Cái giờ đó cũng 8 giờ tối. Cái đầu cháu bả đâu mất tiêu. Cái bả la sùm lên, bả nói là cái chú này dẫn cháu bả đi đâu mất tiêu. Nó bắt đầu đồn lên sùm hết trơn. Trong khi cái chú này là ổng giúp nhỏ này thôi. Nó quý vị coi cả trong chùa luôn mà nó cũng chuyện này chuyện kia lu bu lộn xộn. Nói quý vị thấy cái cõi đời này không, nó đâu mà nó không lộn xộn lu bu trời. Con người chúng ta thường hiểu lầm nhau đủ thứ chuyện hết trơn á. Nó đủ thứ phải nói. Cái người càng nổi tiếng thì nó càng như thế nào, nó bị cái này kia càng nhiều lên. Nên chúng ta là hàng Phật tử á, thí dụ như mình nghe ông thầy đó nói chuyện, người ta nói ông thầy đó này kia, nó trời ơi nó mệt quá, nó lo niệm Phật đi, đừng có bận tâm với cái chuyện nó làm gì cho nó mệt. Nhất là ở trên mạng là nó nhiều thứ nhiều chuyện lắm. Nên quý vị coi những cái buổi nói chuyện những đức là nó không có ý kiến ý cò, cắt hết trơn à. Là do gì vì nó cắt bớt cái nhiều chuyện. Nhiều chuyện dữ lắm. Nên từ nơi đó phải kinh nghiệm nghe không, học Phật phải kinh nghiệm mới hiểu biết được. Chứ nếu không là nó bị cái thị phi làm phiền phức lắm quý vị. Thị phi đủ thứ chuyện hết trơn á. Đó. Nên con người chúng ta sống ở cõi đời này mới có thể sống ở trong cái nhân sinh con người. Có khi mà nghe đạo mà vẫn là chưa hành đạo mà chúng ta vẫn sống được, vẫn mỗi ngày vui vẻ không bị nó buộc ràng được. Đây là cả một vấn đề đó quý vị. Cả một vấn đề để sống mà. Quý vị coi nhà mình có mấy người thôi mà nó bao nhiêu chuyện giải quyết, không chi là một gia đình mà trời ơi hơn 300 người mỗi ngày. Hơn 300 người mỗi ngày mà nó có thể sống mỗi ngày bình yên gì, không có đơn giản đâu quý vị à. Là nhờ cái pháp niệm Phật mà được vậy đó. Nhờ niệm Phật đó mà đỡ nè. Cái miệng chúng ta mà chỉ cần không niệm Phật là cái miệng này muốn nói tầm bậy liền nè. Tâm này chỉ cần không nhớ Phật là tâm nghĩ tầm bậy và miệng nói tầm bậy liền. Nên dùng cái tâm nhớ Phật, cái miệng niệm Phật để nó không nghĩ tầm bậy và nói tầm bậy. Nên quý vị cố gắng siêng năng mà niệm Phật. Rồi tức khắc từ từ quý vị sẽ hiểu được rằng là con người mình mỗi ngày niệm Phật nó sẽ an lạc sao, nó sẽ có cảm giác, nhưng phải lâu dài. Còn cái thị phi, thôi đừng có bận tâm nó cho nó mệt. Có những việc mình giúp người ta thì mình cứ nhiệt tình mình giúp. Còn mình bị mang tiếng mang tái kệ nó ăn thua gì đâu. Nên cuộc đời những đức tu hành, những đức không có nghĩ mình có tiếng tâm gì chứ, những đức muốn cần cái chỗ này. Nên những đức cái gì làm được tốt là những đức làm, những đức có sợ, không có bận tâm. Đủ duyên ngồi nói chuyện với ai là nói à, không nói chứ. Còn không đủ duyên không nói là thôi không nói à, chứ không nói vòng voi. Nên mấy bà già trong chùa, trời ơi đàn bà cũng nhiều chuyện ác đạn, nhiều chuyện đi tu giống nhiều chuyện ghê. Không đơn giản đâu, nhưng mà cái tính của những đức giết nó hết nhiều chuyện được luôn. Những đức ở trong chùa mười mấy năm nay mà nói gì mang tiếng mang tay mà gọi là dưới phái nữ nó cũng dữ dằn lắm, mà giết người ta hết nói được luôn quý vị. Tại vì sao? Vì nó chai mặt không mới nói được vậy chứ. Những đức không bị kích động nó nói đâu có được đâu. Nói gì nói đi, nói vài bữa hết nói à. Cái câu Phật hiệu hay nghe quý vị, câu Phật hiệu nó niệm hoài càng niệm càng an lạc. Nhưng mà cái thị phi quý vị, thị phi là phiền não lắm. Thị phi là nó nặng mình trước, nên thị phi thời gian nó nghĩ thị phi liền. Cũng phải kiếm cơm ăn chứ không lẽ đi nói người ta hoài. Thấy không? Nên từ nơi đó kệ. Quý vị sống làm sao mà hiểu biết á, thì sẽ trên dư luận. Còn nếu không là bị dư luận nó đè vẹp quý vị, phiền não lắm á. Trời ơi, người ta chỉ cần nói vài ba câu là kích động liền à. Hoặc là sợ. Hoặc là giờ trời ơi, mình nhiều người biết tới bây giờ mà cái này mà không giải thích đây, nhiều người ta mắc tính tâm. Sao trời ơi, mắc tính tâm gì mệt quá. Bữa nay nó tính, ngày mai nó không tính, sợ gì. Rồi mai mốt nó không tính, mai mốt nó tính lại. Quý vị cứ lo tu đi.
Dù là mắc tính tâm gì kệ, quý vị cứ lo tiếp tục mà tu đi, tu thời gian đó. Trời ơi thầy này, hồi xưa mình nghe ổng vậy vậy mà bây giờ ổng vẫn tu bình thường á không? Thôi mình lợi mình nghe ổng nói chuyện nữa coi. À, ngộ vậy đó. Bận tâm chi cái chuyện đó cho nó mệt đi chàng. Nên nhận đức mà nói mà cái chuyện mà nói vu vơ nó khỏi miệng đi. Quan tâm chuyện thời gian này cái gì mà danh gì lợi trời. Bữa nay người ta tin là duyên, ngày mai người ta không tin là hết duyên thôi. Đi giải thích chi cho nó mệt, càng giải thích càng lu bu. Cái khi cần việc giải thích thì giải thích, còn mấy đừng có giải thích vòng vo. Nó nên trong chùa nè, sống nè, trời mấy trăm người này đúng là luyện công đầy đủ. Luyện công đầy đủ. Đừng có nói mà trẻ gì, có những bà già 60 tuổi luôn. Bà già chát luôn á, mấy thầy chừng hai mấy 30 tuổi, ba mấy tuổi gì mà bà cũng yêu với thầy nữa. Viết thơ kịch liệt, cái chùa này có không? Có. Những đức đến, những đức gặp bà, những đức nói thông cảm cho bà. Tuy bà già nhưng tâm bà không có già đúng không? Mới nói à đúng. Thì coi trời ơi, cái này là trong chùa người ta lãnh đạo đây, người ta biết hết trơn mà. Dù là già 70-80 tuổi mà vẫn tình cảm là tình cảm mà. Nên quý vị biết, phải hiểu biết cái cõi đời là cõi gì, cõi dục. Đó là cõi dục thì cái thân này là nó theo ngày tháng mà già. Còn cái tâm này đâu có già. Cái tâm là cái tâm là nó bình thường. Cái vọng tưởng là từ tâm phát ra, mà cái tâm này nó đâu có già. Cái thân nó già vì nó già mà còn già mà còn không nên nết tầm bậy. Không nên nết là quý vị mới nói là cái tâm không nên nết. Chứ nó là già là theo ngày tháng nó phải chết thôi. Còn cái tâm này không nên nết thì đời đời kiếp kiếp chúng ta trong lục đạo nè. Nên quý vị biết phải thông hiểu mới nuôi được người già. Thông hiểu mới nuôi được con người á. Nó bao nhiêu chuyện mà ở trong đó mà thông hiểu mà tu á. Chứ nó không có đơn giản đâu quý vị à. Trời ơi, người ta ở đây người ta coi chúng người ta biết mà. Nó, có những ông thầy mà ổng còn trẻ trẻ, buổi sáng ổng không tu, cái đi xuống cái có những bà già bà gặp bà nói à biết rồi đó nghe. Trời ơi, bà như con gái luôn, không khác bà già đâu, không có nói bà già bà, như con gái bà ghen tuông lum chứ á. Có không, đây cũng có mà. Vậy mà những đứa cứ bào mòn hoài. Bỏ cái thời gian 5-6 năm chờ nó bào mòn, đúng là mưa lâu thấm đất. Nó mới được gì đó quý vị à. Chứ ngày lúc trước là thôi nó tùm lum tùm la hết trơn á. Chứ đừng có nói một ngôi chùa mà bị chủ trì không quan tâm. Trời ơi, ngôi chùa đó, cái chợ, chùa gì. Những đức nói đây là những đức lãnh đạo con người, những đức sâu sắc, những đức biết nè. Nó đủ chuyện xảy ra hết trơn á. Ôi xấu gì mà, những đức xấu gì mà còn được mấy bà già yêu mà. Trời ơi, có không có chứ. Có sao không có. Đúng là cái mặt này vô duyên, toàn là già yêu. Đố mà thấy cô trẻ nào yêu. Vô duyên thì thôi, cái duyên nó vậy rồi đúng không? Khi gặp mấy cái cơ vậy mình cũng nói chuyện thôi, cố gắng tu hành đi. Đời trước tôi cũng già yêu cô còn trẻ. Bây giờ người già yêu tôi. Đúng không? Nó thông tâm liền, quý vị coi thấy không? Vậy mà trong cái đó cứ là dạy, cứ dạy. Rồi nói cứ vô thường từ từ. Tức khắc nó dịu liền, nó dịu từ từ. Quý vị phải nhớ rằng, thí dụ như giờ quý vị là người ăn chay niệm Phật có lợi ích. Không phải là quý vị kêu gia đình mẹ, ba, chồng, con ăn chay. Không phải nói như vậy được. Mà quý vị chỉ cần đủ duyên, quý vị nói cái sự lợi ích của ăn chay của quý vị thôi. Cái sự vui của quý vị niệm Phật và sự ăn chay của quý vị là có lợi ích làm sao? Quý vị cứ làm đi. Rồi quý vị cứ nêu lên là mình ăn chay mình được lợi ích của mình thôi. Tự người ta sẽ có một cái cảm giác đó mà người ta nhìn nhận quý vị và người ta muốn học. Còn nếu quý vị áp đặt nó rằng ăn chay niệm Phật, người ta không phục. Chính quý vị nè, ăn chay niệm Phật phải ăn là làm sao nè. Rồi cái tấm gương này người ta sẽ muốn học quý vị à. Đừng có kêu bắt buộc chi. Nó muốn ăn mặn cái chuyện của nó. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà hơn 30 năm ngày xa gia đình, sau này gặp lại mẹ, mẹ của ngài còn ăn mặn. Ngài hỏi mẹ, mẹ có thèm ăn cái gì không? Bà nói thích ăn con cá nướng chiên vậy đó. Ngài nói được rồi, cho người cư sĩ ăn mặn, mua cá gì làm mặn cho mẹ ăn. Rồi xong là tự nhiên không, ngài nói con ăn chay mấy chục năm nay, cái lợi ích ăn chay nó lợi ích lớn cho bản thân con khỏe, con niệm Phật con vui. Vậy đó mà bà mẹ bà chở về nhà, tức khắc bà phát tâm ăn chay trường luôn vậy đó. Vậy thôi, cái sức mạnh của chính mình mà làm việc đó, vị thấy cái sức đột phá nó cao chưa? Còn chúng ta là ưa bắt buộc, khuyên người ta không nghe thì sân si, kêu người ta niệm Phật người ta không niệm thì khó chịu. Còn người chồng ăn mặn thì nói ông ăn đi, rồi mai mốt nè ông đọa địa ngục cho mà thấy.
nói tầm bậy không à, nói cái chuyện đó người ta không phục mình đâu, mình cứ lo ăn chay niệm Phật của mình đi, mình đừng có bắt ép gia đình chi. Tới đến lúc mà nó duyên đến, tức khắc nó thấy cái vị lợi ích là nó học theo, rồi nó thấy vị niệm Phật vui an lạc, ăn chay khỏe mạnh thì nó làm theo, rồi vị ăn chay niệm Phật của vị trẻ chung. Họ hỏi mình mới nói là lúc mà ăn chay thì tâm tính nó không có sân hận, lúc niệm Phật thì tha thứ. Từ nơi đó mà thấy ăn chay niệm Phật vui nên con người thấy trẻ chung ra, thì người ta tự nhiên muốn học quý vị liền, thấy không? Đó là cái chỗ lợi ích lớn đó quý vị. Thứ năm, học buông bỏ. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được. Cuộc đời như một cái vali, cái thân này như một chiếc vali, cứ kéo đi, kéo kéo, lúc còn trẻ thì kéo nhanh đúng không, càng ngày rồi kéo chậm lại. Những đức thế bây giờ, những đức 40 tuổi nó hơi giảm sức khỏe một chút quý vị, nó không được như cái lúc 30 tuổi đâu. Giảm lại đó. Nên từ nơi đó mà rõ ràng quý vị ơi, cuộc đời con người mình còn sức, mình kéo nhanh quá với cuộc đời này. Cuối cùng đến cái tuổi già mình rồi, mình lết bánh, quý vị nhìn lại đi, đây là bao nhiêu trăm bà già này, một chiếc vali già, mấy trăm vali già kìa, nó lết, nó kéo ọt ẹt kìa quý vị. Kéo mà còn cái bánh này hư, cái bánh kia rụng kìa. Bánh này hư là gì? Quý vị coi mấy bà già Sikawe phải rụng không? Có những bà già đi mà cái cổ nghiêng qua bên đây, còn cái mông thì nghiêng qua bên đây. Trời ơi, có mà. Có những bà già trong chùa đó, cái đầu nó nghiêng hướng này, cái mông nó nghiêng hướng khác, đi mà nó ẹo bên gì. Những đứa hỏi ngày xưa bà con gái phải tướng này không? Bà nói không đâu thầy, con còn con gái mà con tướng này chắc con ở da quá, không phải tướng này đâu thầy ơi. Nó nên mấy đứa con gái trẻ trẻ nhớ nè các con, cuộc đời con người của mình nó không phải tồn tại hoài vì cái sắc đẹp này đâu. Nên cuộc đời chúng ta nếu biết cái loài hoa này sớm nở chiều tàn thì chúng ta biết dung bồi khi còn trẻ. Dung bồi cái gì? Đạo đức làm người, đối chữ hiếu với cha mẹ, đối cái nhân cách làm người phải nhận thức được. Còn nếu như các bé gái mà các con không biết dung bồi thì cuộc đời các con cũng là như hoa sớm nở chiều tàn. Một loài hoa mà gọi là mình tặng không cho ông bướm vậy đó, khi nó hút hết hương nhị rồi nó tự vứt mình qua một bên này. Nếu mình biết sử dụng loài hoa này thì nó cũng tồn tại tương đối lắm. Phải khéo léo các con à. Chứ cái xã hội bây giờ chúng ta rất dễ bị nó lôi kéo. Nên từ đó mà mỗi một người chúng ta nên biết sử dụng khoảng thời gian của cuộc đời mình cho nó đúng nghĩa quý vị. Nó biết sử dụng khoảng thời gian này đúng nghĩa thì cuộc đời có ý nghĩa. Còn nếu không biết sử dụng cái khoảng thời gian đúng nghĩa thì cuộc đời chúng ta sống một đời vô nghĩa quý vị à. Rất là nhiều cụ già gặp những đức nói con ao ước gì con còn trẻ còn khỏe như ngày xưa, con sẽ làm những điều thiện để phụ với thầy một tay, con sẽ phát tâm nuôi người già. Những đức nói bà còn trẻ ngày xưa ai rủ bà đi tu với bà quýnh người ta quá à. Sao mà bà chịu? Bây giờ bà già rồi bà mới nói câu này. Thôi câu này thì cũng được đi, để tôi lấy câu này tôi nhắc những người trẻ, đừng đợi tuổi già mà hối hận. Nhớ, đừng đợi tuổi già mà hối hận nha quý vị. Nó từ nơi đó mà những trưởng đoàn rồi dẫn người ta đi tu ý nghĩa đó quý vị. Những đức thấy cái việc làm quý vị dẫn người ta đi tu là ý nghĩa nhất của cuộc đời quý vị. Từ khi quý vị có chồng tới giờ và có con, nó còn chưa có ý nghĩa bằng là quý vị dẫn người ta đi tu. Nó không có ý nghĩa bằng dẫn người ta đi tu. Dẫn người ta đi tu mà mình cũng được đi tu, mình dẫn người ta đi tìm đạo đức, mình cũng được hưởng đạo đức đó. Nên từ nơi đó cái ý nghĩa vô cùng là hướng dẫn người ta tu được, mà mình có thể sống có đạo đức là ý nghĩa lớn nhất đó quý vị. Nó nên đừng có bị cái cõi đời này nó dẫn dắt mình mệt lắm. Sống đơn giản đi quý vị. Tết gần tới rồi đúng không? Cái chuẩn bị mua đồ đạc gì chưa? Đi ăn Tết nó có định mua mấy bộ đồ gì chưa? Hoặc là về khỏa thẻ với chồng nói em Tết hôm nay phải mua hai bộ đồ đó. Cái xếp đồ đó em nhìn rồi đó nghe. Anh chuẩn bị tiền đi nghe không? Không, bây giờ mình tu rồi thôi, đơn giản thôi. Nó tại vì Tết đi chùa nhiều, đổi cái mốt thời gian mới lại đi. Mấy năm trước thì bạn quần jean áo thun hoặc là đầm này vip nọ phải không?
thôi năm nay đổi lại đi cái món đồ người tu đi. Món đồ người tu bây giờ vẫn có cái thời gian của người tu đó. Cái món đồ đó đi, bận vô rồi quý vị sẽ thấy cái phong cách quý vị đặc sắc lắm. Nó càng kín đáo chừng nào thì nó càng toát lên một cái sức hấp dẫn cao độ chừng này. Quý vị nhớ nè, cái sức hấp dẫn cao độ của người phụ nữ là ngay chỗ nào? Là kín. Kín mới hấp dẫn, còn lộ không có hấp dẫn. Lộ là chỉ là nó giống như là một miếng thịt mà để trên cái dĩ nướng mà mình cần ăn, bỏ vào miệng nuốt vô bụng là xong. Còn cái kín là cái hấp dẫn là gì? Là cái hương vị mà mình cảm thấy rằng nó toát ra một cái đạo đức mà người ta cảm mến mình, nên nó có cái hương vị lâu. Còn cái mà ăn bỏ vào miệng, nó chỉ cần qua cuốn họng thôi là nó trở thành chất thải rồi, đúng không? Nên quý vị mà bạn đồ lả lồ mỏng manh là quý vị như miếng thịt nướng để trên dĩ cho người cần sử dụng liền. Nhớ đó. Nếu như quý vị muốn tồn tại lâu dài thì quý vị phải kín đáo, có phước mà có đạo đức nữa. Tại vì sao? Vì nhiều con người ngoài xã hội bạn đồ mỏng manh là áo dây, đồ đạc bạn đưa đùi, đưa mông cho người ta nhìn, đúng không? Mình phải bạn kín mông, kín vai lại hết. Nó mới là một cái hấp dẫn tồn tại mà người ta rất muốn tìm hiểu đến mình mà không đụng được. Từ nào đó nó mới hấp dẫn, thấy không? Còn cái gì cũng lộ đem ra sạch hết trơn rồi. Nên những đức nói bây giờ là tất cả các mẫu thời trang là do gì? Nó không có góc độ nhìn cặp mắt trí tuệ đó quý vị. Nó mới tạo ra những mẫu thời trang làm sao mà như chiếc áo nó bặn ngang, như cái ngực nó chắn ngang, nó đưa nửa cái ngực trên, nửa cái ngực dưới xuống, nửa cái ngực thì lộ ra ngoài, nửa cái ngực thì che lại, để chi? Để hấp dẫn con người quý vị. Đó là gì? Là nó chiêu cảm ma quỷ. Nó chiêu cảm ma quỷ đi theo quý vị à. Hiểu không? Còn nếu cái góc độ của trí tuệ Phật pháp thì nó làm cho người ta kính đáo hết. Để làm sao? Để nó tốt có một cái đạo đức và phước duyên. Mà chiêu cảm cái gì? Nó chiêu cảm những con người đạo đức để nhìn mình. Thí dụ như một người đàn ông nó rất thích về mỏng manh và lả lồ, đây là ma quỷ. Nếu như một người đàn ông mà nó thích một người đàn bà kính đáo đàng hoàng, đây là tâm giác ngộ của Phật Đà. Nhìn nhận rồi tự nhiên quý vị sẽ biết chiêu cảm là đạo đức hay chiêu cảm quỷ ma, thì quý vị tự chọn đi. Nó nếu như bằng đồ lả lồ là chiêu cảm quỷ ma, quỷ ma gùi mũi kiến gián. Nó đi đến chùa mình bằng đồ mỏng manh đi, khỏi cần nói gì cái chuyện xa lạ, nổi mấy cái con mọt chùa mình nó đục thôi cũng lòi gục luôn nữa. Quý vị biết đó. Đến đây bạn áo dây, đến đây mọt nó bu nó cắn quý vị cho mà biết. Nó thứ bảy chủ nhật rồi đi đến đây buổi tối thử đi, mọt nó bay sùm hết trơn. Nó thấy con nhỏ nào mà vô chùa bận đồ mỏng manh, bận riếp bận đầm rồi nó bay theo nó bu, trời ơi nó bu chạy về nhà sớm luôn, thấy không? Quý vị biết là còn ngoài đời thì quý vị chỉ cần bọn đồ mỏng manh đi bước ra ngoài đường thôi thì bao nhiêu người đàn ông mà lòi cái tâm quỷ ma nó làm nè, nó cứ chấp lưỡi như vậy đó, thì trong tâm nó nào là nó ao ước nè, chọn nhỏ này mà mình mà qua đêm hoặc là mình được nó này kia rồi, trời ước gì mà được, ước gì mà được, thì cái tâm đó là cái tâm của ma quỷ, nó trồng hạt giống ma quỷ thì đọa lạc trong tam đồ. Quý vị đi một vòng là quý vị chồng cho người ta là tam đồ ác đạo không, mà quý vị làm sao không đọa địa ngục? Quý vị gieo cho người ta cái nhân giải thoát thì quý vị giải thoát, quý vị làm cho người ta cái tâm đọa lạc thì quý vị đọa lạc à. Nó có một cặp vợ chồng này đi đến gặp những đức, nói trời ơi thầy, con nghe thầy nói chuyện con mới thấy cái tội lỗi của con. Ngày xưa vợ chồng con là bán đĩa đen á thầy, đĩa đen á. Vợ chồng con bán một thời gian hai vợ chồng con chia tay luôn, kỳ cục. Đúng rồi, coi phim ảnh tầm bậy, cuối cùng người ta tan nát gia đình thì vợ chồng này tan nát. Nó ôi ơi, những đức nói cho quý vị biết, quý vị gieo cái nhân không phải cho người ta, quý vị sẽ chịu cái quả báo liền, không nói chứ. Nên người ta nói câu ngày xưa quả báo thì lâu, đời nay quả báo một giây nhãn tiền gì nó mạt pháp rồi, nó cặn bã rồi. Nên quý vị tạo nghiệp rồi nó xuất phát rất là nhanh quý vị à. Nên làm thiện đi, làm thiện đi nó mới tồn tại, thiện nó sẽ tồn tại như cái lưỡi tồn tại, đúng không? Bây giờ chúng ta nói răng là ác còn lưỡi là thiện đi. Nó cái răng là ác mà quý vị coi nó hung bạo ghê lắm. Có khi quý vị nhai cơm, quý vị nhai nhanh lẹo thì cắn nó, cắn lưỡi. Răng với lưỡi là cùng một hàm, vậy mà răng nở lòng cắn lưỡi hay sao? Có không? Có ai bị gọi là ăn cơm mà răng cắn lưỡi không? Mà quý vị tự nhiên cái tâm quý vị nó lại tào lao là tức răng.
Tự nhiên cũng là một thể, ăn răng cắn vào lưỡi, tâm lại tức răng. Cái tâm nó nói không lẽ tao bẻ mày, cái răng nó nói mày bẻ tao đi ai đau. Nó không, nó cùng là một thể mà quý vị. Thì cuối cùng rồi ngày tháng đi qua, khỏi cần bẻ nó cũng gãy thôi, răng nó rảy mà. Trong đây có nhiều người gãy răng không? Ai gãy răng đưa tay coi. Nên từ nào đó rồi nó không có tồn tại, nó cứng mà không có tồn tại không? Nó thôi chúng ta cứ sống cho nó thoải mái nhẹ nhàng. Nó, trong cái cuộc đời này nhớ câu nè, không có thiệt thòi, nghe không? Đừng bao giờ nói hai chữ thiệt thòi, không có thiệt thòi, không có lỗ. Nhân quả công bằng lắm. Nhân quả công bằng lắm nghe không? Đời này đẹp, đời này xấu, đời này giàu, đời này nghèo đều là nhân quả công bằng. Đừng có nói thiệt thòi trong đây nghe chưa? Nhớ đó. Thứ sáu, học cảm động. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta nên hoan hỷ, mừng vui cùng cho họ. Nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời của tôi có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động. Thí dụ giờ Nhân Đức nuôi người già, Nhân Đức cảm động đối với người già ấy, vì thấy rằng cái tuổi già mình sau này nó sẽ khổ đau lắm. Cái có một cái sức cảm động gì đó mà Nhân Đức đem cái này Nhân Đức nói ra như hồi sáng. Nhân Đức nói chuyện về bà cụ già mà qua 49 ngày rồi mà con không đến giải cốt. Cả cuộc đời của mẹ, của cha sanh mình nuôi mình khôn lớn. Bà già ở trong chùa, bà được niệm Phật, bà mắc, đi thiêu xong 49 ngày, đem hũ cốt rải ở ngoài biển. Tới ngày 49 mấy đứa con nói, thầy ơi mấy thầy giải giùm con đi, chúng con bận quá. Lúc này gia đình lu bu quá, bận quá, thôi mấy thầy đi giải giùm đi nghe. Những đức nhìn cái hũ cốt bà già, những đức nói rằng chỉ có một chút này thôi mà các con nó cũng nói bận với mình sao ta. Quý vị coi cuộc đời con người, quý vị thấy cả đời quý vị giành giật của cải vật chất, có giành giật không? Đi làm ăn mà quý vị có khi giành giật đó, để mà đem tiền của về nuôi con đó. Vậy mà đến khi tuổi già vừa không nuôi mà chết rồi, mà chỉ cần bỏ một chút thời gian lên đi cùng với quý thầy ra ngoài biển giải hũ cốt, nó có một cái tình người một chút xíu thôi, vậy mà con bận, con không giải được, quý thầy giải giùm đi. Cho quý vị biết nha, có nhiều bà cụ ở đây mắc á, khi cái quan tài mấy đứa con trai không dám ghinh đó quý vị. Không dám ghinh đó. Kêu nó vô ghinh quan tài, nó thầy ơi, ghinh đâu. Hỏi sao con? Con sợ chết theo. Đúng không? Hư tình giả ý không quý vị? Những đức nói tao đi tu 11 năm, tao ghinh quan tài 11 năm này tao có chết đâu. Ghinh 11 năm bao nhiêu cái quan tài rồi, quá trời luôn. Những đức thì không có đưa cụ lên đài quả táng, nhưng bất cứ một cụ nào chết những đức cũng từng ghinh quan tài chứ. Đều có ghinh qua một lần, cho các cụ đi lên trên chiếc xe đưa đến lò thiêu. Nghe không? Đụng bao nhiêu cái quan tài rồi, gặp bao nhiêu người chết rồi, vẫn sống bình thường có gì đâu. Nên chúng ta đừng bao giờ nói gì cái chuyện người chết ngày giờ đó là chúng ta bị chết chùm này kia được, tầm bậy. Ông bà cha mẹ của mình sắp sửa mắt mình hộ niệm đàng hoàng, mắt xong mình lo cái chuyện chính nhất đó là mình phải làm sao để giúp cái linh thức ông bà cha mẹ mà được giải thoát. Chứ bản thân của mình được cha mẹ ông bà sinh dưỡng nuôi khôn lớn, bây giờ ông bà cha mẹ chết chưa gì hết mình đã kêu thầy bà đến đi có ngày giờ, vì sợ cái ngày đó chôn mình sẽ bị xui rủi hoặc mình sẽ chết chùm. Quý vị chết chùm là chắc, xui rủi là chắc, vì cái tâm của quý vị là cái tâm xui rủi và chết chùm. Cái tâm mà đối đãi ông bà cha mẹ không có đạo đức đó là cái tâm tổn phước, hiểu không? Mình phải vì ông bà cha mẹ thì mình mới là tưới tẩm cái gốc cây. Còn mình mà quên ơn bội nghĩa là mình đang đọn gốc, mà làm sao mình tồn tại được cành lá hoa quả quý vị? Cái cõi đời này chúng ta đang phong phú cuộc sống là cành lá hoa quả, mà muốn có cành lá hoa quả này phong phú thì cái gốc nó phải chắc, nó phải tưới tẩm cái gốc thì nó mới có thể hút được tinh hoa mà bổ dưỡng cho cành lá hoa quả, đúng không? Có người bây giờ là họ đọn gốc mà họ muốn họ được cành lá hoa quả đầy đủ thì không được đâu quý vị, không được đâu. Phải nghe đạo đức mới được. Đối với ông bà cha mẹ chúng ta chỉ có hết lòng, mỗi năm đám giỗ chúng ta niệm Phật ăn chay làm thiện hồi hướng, lợi mình lợi người.
Nó, tất cả những việc lợi cho người là sẽ lợi cho mình nè. Còn những việc mà muốn lợi cho mình sẽ hoàn toàn hại mình. Nên coi ngày giờ là nghĩ về cái hại mình thì là hại mình đó. Sợ hại mình là hại mình. Cứ nghĩ lợi cho ông bà, đừng nghĩ về mình, thì tức khắc là lợi cho mình nè. 100% là như vậy đó, phải nhớ đó. Thứ bảy, học sinh tồn. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì, bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bè bạn yên tâm. Cho nên đó cũng là hành vi hiếu để với người thân. Bảy câu hay, mỗi câu rất hay quý vị. Nên vô chùa mình tu, những đức nói các cô các chú phải ăn uống cho nó đàng hoàng, vì những đức cho ăn mà. Ngủ nghe đàng hoàng, giờ giấc sống theo quy tắc, tức khắc mập mạp khỏe mạnh. Quý vị coi các cô chùa mình cơ thấy không? Đâu có phải mà ốm ho gầy mòn, cha mẹ vô nhìn thấy đau lòng sao? Người ta thường nói một câu mà người ngoài đời người ta không hiểu, người ta nói nè, đứa con nào đi tu người ta nói tội nghiệp nó ghê luôn, còn trẻ mà nhỏ đi tu tội nghiệp vô cùng. Người ta vô người ta thấy mình mập mạp khỏe mạnh, người ta đâu có dám nói câu này. Còn gặp mà vô mà thấy mình ốm ho, trời ơi, người ta nhìn ta nói đúng là thảm thiệt quý vị. Ăn chay nè, ăn chay nè, thức khuya dậy sớm nè, nên da bọc xương nè, ai mà dám tu theo, đúng không? Còn bây giờ quý vị coi mấy bà cụ trong chùa mình có mập mạp không mà, mặt trắng tươi à. Con cái vô thăm nhìn đức hỏi bà cụ bây giờ khỏe ở ngoài không? Trời ơi thầy ơi, bà bây giờ khỏe lắm rồi đó, con thấy mẹ con trẻ quá trời luôn. Ôi mẹ con sống vậy là con yên tâm rồi, bà khỏe rồi, thấy không? Còn nếu như mà quý vị tu tốt gì không biết mà nó săn xù ốm ho như con cò vậy thì thua rồi, quý vị đem Phật pháp gì giới thiệu cho người ta. Nên chúng ta ăn chay nhưng chúng ta ăn cho nó đàng hoàng, ăn đầy đủ. Tu là tu cái tâm này nè, chứ không phải cái chuyện ăn uống đó. Cái chuyện ăn uống thì ăn đúng giờ đúng giấc, thí dụ như khả năng ăn 100%, ăn 99.999%, đừng có qua 100%. Được rồi. Chứ đừng có nói ăn 70, ăn 70 mà. Nó dối lương tâm mình, trong khi nó thèm quá mà. Được rồi, ăn ít lắm, chỉ có một chén thôi. Mà thấy người ta ăn thì một chén là được rồi. Nhưng mà trong tâm thì nó thèm khát. Trời trời sao mình sống sao nó không đúng cái lương tâm mình vậy chứ cái trời. Thấy không? Cái pháp tu này là có cái tu hành hoàn toàn nương vào tha lực, chứ đâu phải hoàn toàn tự lực để giải thoát đâu. Từ nơi đó không có cần phải ép sát mình gì hết trơn á, miễn làm sao trong cái cõi đời này vị ăn chay niệm Phật mà nó mập mạp khỏe mạnh là người ta thấy vị người ta muốn tu theo rồi đó. Còn thấy nó còi xương ốm nhơm ốm nhách, đầu tóc chơm bơm như thằng khùng vậy thì đố mà người ta học theo đó quý vị à. Nếu như những đức học Phật mà càng ngày nó càng teo ngắt ốm nhơm, nghèo nàn, không có cuộc sống gì chứ, gặp ai cũng xin tiền vậy làm sao những đức mạnh dạn nói chuyện với quý vị, thấy không? Những đức ít gì từ đi tu tới bây giờ nó lên được mười mấy ký, nó cũng nói ăn chay khỏe rồi, bây giờ nói chuyện càng ngày càng tỉnh táo, thấy không? Rồi con người nó không nặng nề gì cuộc sống thì mình những đức mới nói Phật pháp là vui, quý vị mới đi đến đây nghe. Chứ nếu như từng nào đi đến đây cũng nghe những đức nói thầy đang thiếu cái này nè, thầy chuẩn bị sửa cái nhà bếp lại mà tiền bạc nó đang thiếu thốn quá, thầy đang để một cái thùng ngoài trước mà cái thùng mà gom góp mà để mà phụ xây nhà bếp đó, các Phật tử bỏ giùm vô thầy được chút giùm thầy đi, đúng không? Coi là thầy chuẩn bị xây cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm 40 thước, cái tượng 40 thước đồng trời, công đức vô lượng, công đức này lớn lắm, mỗi Phật tử bỏ giùm thầy một chút đi. Rồi xong cái đó là nói chung chung á nghe, còn gặp mà đến mà gặp mà ngồi xuống cái nói chuyện chút xíu, còn thầy nói con nghe này nghe, thầy chuẩn bị xây pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đó con, cái duyên này không đơn giản đâu con, mà cái tượng này để đờ đó nghe, con coi quyên góp đi, con quyên góp đưa cho thầy để thầy xây nghe chứ, cái này là cơ hội cho con đó, chứ thầy không có nói cho ai nghe đâu, thầy nói con mình con đó.
Cái cô kia nói trời trời ơi, vậy là cái duyên của con đến hả thầy? Tiền bạc gom góp bao nhiêu năm nay để con lấy thêm số tiền của ông chồng ông giữ, con cúng cho thầy ghé. Cơ hội cúng dường. Trời ơi, bộ thầy nói con mình con nghe hả? Ồ, tại vì thầy biết con là con là Phật tử thuần thành nên thầy chỉ nói có một mình con. Cái cơ hội này con mà để vượt qua, con nhớ nghe, sanh không mang đến, chết không mang đi, thôi đưa cho thầy đi con. Thì coi đúng là nó khổ đau chưa. Cái kiểu này nó cúng thì cúng, mà gặp mà nó không cúng một lần nó mất dép luôn, nó trốn luôn quý vị, trốn luôn á. Ai mà dám đến đây trời. Thôi chúng ta làm gì được thì chúng ta tính đi, tính được làm được thì làm, còn không được thì đừng có miễn cưỡng, biết không? Đừng có miễn cưỡng chỉ cho nó mệt. Nó xây một cái móng để đó, cứ mỗi ngày ra nhìn cái móng, rồi xong cái đầu có cái móng rồi, cái Phật tử đến dẫn đi vòng vòng được cái móng không mà không có cái chùa. Có cái móng không mà thầy đau lòng lắm con ơi. Trong tâm tư thầy ước sao mà có ngôi chùa Phật tử về đây được có nơi che mưa che nắng để mà tu hành, vậy mà chỉ có cái móng không mà con à. Thầy ơi, cái đầu Phật tử người ta nặng lương tâm, người ta bây giờ thấy thầy nói tội nghiệp thầy quá, cuối cùng đem tiền dành dụm đem cúng. Cúng thời gian không có tiền, cái gia đình lộn xộn lu bu trời trời, cúng dường chùa nhiều quá trời mà sao nhà lu bu hoài, nghỉ tu luôn, đúng không? Nên cái gì làm được thì khả năng mình nhắm làm được thì mình làm. Còn người ta cúng là tùy duyên thôi, đừng có nghĩ cái chuyện mà phương tiện này, phương tiện giết rồi nó liện chúng sanh ra ngoài ri, thùng rác hết trơn luôn. Chúng sanh chúng ta là không đủ trí tuệ làm sao phương tiện quý vị, đúng không? Mấy vị thấy về đây tu thấy yên tâm chưa? Ngồi nãy giờ đau chân không? Trời ơi, nhờ nó đau chân nên nó yên tâm á, hiểu không? Sao kỹ thầy, sao đau chân mà yên tâm? Thì hỏi cái ông cười này, ông có đau chân không mà sao ông cười hoài à? Nếu mà ông đau khổ sao ông cười nhiều dữ quý vị? Tôi hỏi ông là ông ngoài đời ông có được cười như ngày Chủ nhật không? Nên tuần nào ông cũng đi đến đây ông cười chứ ha. Quý vị cũng được cười, quý vị thấy không? Tại vì cái lúc nó đau chân là nó không vọng tưởng. Lúc đau chân thì nó không nhớ giàu sang nghèo nàn. Lúc đau chân thì nó không nghĩ đẹp xấu. Nên tất cả những cái ngũ dục lục trần nó dẹp xuống thì tức khắc cái tâm nó định lại. Cái ngồi nghe ông thầy nói chuyện. Ăn ông gì nó định lại, còn khi mà nằm nghỉ sung sướng rồi đó, bắt đầu nó nghĩ để soi gương coi, để đang nghỉ ngơi mà. Soi gương coi không? Rồi bắt đầu là cái gương thiệt là to cái đứng nha. Trời, cái lúc mà nó đang sung sướng rồi nó vậy đó. Rồi bận một đồ mới vô bắt đầu là gì nghe, nhí nhảnh nha. Thấy người mẫu rồi nó diễn tướng này tướng kia, bắt đầu là ẹo theo. Nó nên những đức nói là lúc quý vị đang vọng tưởng là do lúc sung sướng, còn cái lúc nó đang đau chân ngay chỗ này là lúc đó nó đang dẹp hết ngũ dục lục trần. Nó cũng quên cái gương mặt mình sao luôn mà đang nghe thầy giảng thôi. Tức khắc lúc này là định tâm để nghe pháp. Đó đàn chưa? Chụp ở đâu cũng ra vào pháp, nhưng quý vị thấy không? Mà nói nó đúng, đúng ngay một số người luôn nha. Trời ơi, quý vị đi chùa quý vị thấy có cực gì sức dầu thơm được không? Không. Vì sao? Đến chùa sạch không có hôi. Vì đi vô chùa nó nghe niệm Phật nghe pháp nên nó không có cái trượt đổ ra, nên không cần sức dầu thơm mà người vẫn thơm. Trời ơi, còn quý vị đi đám cưới, tại sao đi đám cưới mà sức dầu thơm nhiều quý vị? Vì nơi đó là ngũ dục lục trần, cái nơi mà đang đào tạo ra những cái mầm mống khổ đau. Đúng không? Đám cưới là đúng là khổ đau quý vị. Đám cưới là khổ đau đấy quý vị, biết không? Đám cưới là hổ thẹn, người xưa nó hổ thẹn. Nên ngày xưa, thời xưa đám cưới là làm bằng đêm không à, hổ thẹn. Đúng không? Đó là gây dựng như mầm mống khổ đau. Còn chúng ta bây giờ là do không hiểu biết nên đám cưới rình rang lên để mai mốt quýnh lộn, để xấu mặt xấu mày nhiều. Lo cho đông người đến để mai mốt chửi lộn, để cho nhiều người biết là vợ chồng này tan rã rồi. Thấy không? Thì coi coi đúng không? Nên từ nơi đó đó mà quý vị thấy ông đi đám cưới nữa. Trời ơi, nào là lựa bộ đồ, nào là dầu thơm. Nó tha tùm lum người, tha đầu, tha mông, tha gì. Tứ tung cái gì sao gì trong đám cưới nó hôi quá. Rượu chè, bia bọt, thịt thà đó nó hôi quá. Nó phải sức dầu thơm để nó bán mùi.
nó đi vô chùa ít ai xức dầu thơm lắm, mới bị đi vô chùa mới bị nghe ai xức dầu thơm là ta cũng xức một loại dầu thơm nhẹ lắm, đúng không? Khi mà đi chơi hay đi đám cưới đi ngoài đường rồi xức nhiều lắm nha, xức rất là nhiều, nhưng mà đi vô chùa là chỉ nhẹ chút xíu thôi, nhẹ thôi, nó bán một chút mùi thôi. Nhưng mà vì không xức vô đây nó cũng không hôi nữa. Tại vì sao? Vì cái hương thơm của Phật pháp nó đã đánh tan những cái hôi hám kia rồi. Mà lúc này quý vị đang không có bị cái trượt nổi lên, nên tức khắc con người quý vị không hôi nữa. Con người mà hôi nhiều là gì? Là do gì? Trượt nặng quá. Một con người mà sân si nhiều thì mồ hôi rất hôi. Con người mà hôi nách mức cao độ là gì? Vì sân si quá. Trời ơi, ngày xưa những đứa sân si dữ lắm nha quý vị. Đứng gần người ta, ngồi gần người ta, không ai chịu nổi hết. Hôi nách kinh khủng luôn. Ông Kiệt nếu được quyền cười nha. Thì thấy không? Nên như Đức nói, trời, nói đến cái độ này mới ghê gớm đó. Trời, ngày xưa nghĩ bị như Đức ngồi nói chuyện gần bạn gái nói, anh có xúc miệng không? Hôi thúi quỳ. Hơn anh hôi quá, thúi quá. Như Đức nói xúc ba lần rồi đó em. Thôi nè, nè, cầm cây xương gơm nhai đi. Trời, nó thúi kinh khủng lắm quý vị, mà xúc miệng hoài mà nó vẫn thúi. Vậy mà bây giờ, dù cho một ngày đánh răng một lần một, mà vậy mà nói chuyện gần mấy chú hả hơn. Như Đức thử không? Thử mà họ nhà Đức hỏi mấy chú nữa thôi, hồi không mấy chú nói không, nhà nói trời trời sao kỳ vậy, ngày xưa mà nhà Đức nói chuyện gần bạn gái mà xúc miệng ba lần ăn xương gươm quá trời luôn, mà sao nó thúi quá trời luôn, cái miệng thúi quá. Con nhỏ bạn gái ngồi gần nó mà nó nói em chịu đựng lắm á, nó yêu anh mà em chịu đựng lắm, trời chịu đựng với mình trời trời ghê gớm vậy đó. Còn khi mà lâu lâu nghe tự nhiên mình vô công viên thành phố mà tự nhiên trời ơi mình muốn ôm nàng một cái, nàng nói em nín thở. Quý vị thấy cái thời ăn mặn trượt ác không? Trời, ăn mặn sát sanh, quý vị cái tâm sân hận hôi, mùi nó hôi thối, bao nhiêu dầu thơm sức vô mà nó khét. Tại vì sao? Vì nó quá hôi thối nên dầu thơm nó bỏ vào nó thành mùi khét luôn. Giữa dầu thơm và cái chất mùi hôi nó kết hợp lại, nó không còn mùi dầu thơm nữa mà nó thành khét nồng. Trời ơi, cái mức này mà đến ghê gớm chịu không nổi luôn nha quý vị. Vậy thì quý vị muốn xả hết những cái mùi hôi này không? Niệm Phật, tâm quan hỷ ăn chay, tức khắc mồ hôi hết hôi, miệng đỡ hôi miệng. Vì cái hôi miệng là hơ chứ không phải là răng, mà hơ, hơ là từ túc nghiệp của cái tâm. Cái tâm mà con người này đã từng đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp, nên cái túc nghiệp của tâm nó khoát ra cái hơ hôi hám. Cái hơ hám và mồ hôi này là do túc nghiệp. Muốn chuyển tốt nghiệp thì phải niệm Phật, phải an lạc, phải vui vẻ, phải tha thứ. Tức khắc là nó giải tỏa được cái mồ hôi và hôi miệng liền. Chứ không phải là kem đánh răng loại này loại kia mà quá giải nổi đâu, không nổi đâu. Vì cái hơ mà, cái kem chỉ đánh bên ngoài, còn cái hơ là không thể nào mà dùng cái loại vật chất gì mà giải quyết được. Chỉ có cái tâm niệm Phật, cái công đức niệm Phật nó quá giải được. Và Thượng Tinh Không này cũng nói ngày hôi miệng mà, hôi nách mà niệm Phật hết đó quý vị. Những đức cũng vậy nè. Trời, lúc trước mà như Đức ngồi đây đố mấy ông ngồi chịu nổi á. Như Đức nó bảo đảm, những Đức mà như ngày xưa mà như Đức nói chuyện ở đây nghe là mấy ông ở dưới là chịu không nổi. Nó hôi đến mức vậy đó. Trời ơi, nó hôi dữ lắm quý vị ơi. Mà chính những Đức còn thấy mình hôi mà. Hôi ghê lắm. Trời ơi, ngày xưa mà quý vị biết mỗi lần mà đi cầu một cái, trời trời, nó sao phân mình nó thúi dữ thôi. Mà lúc mà ăn mặn, mà ăn nhậu, mà ăn thịt thả, vậy chỗ đi phân nó thúi kỳ cục lắm. Mà bây giờ những đứa đi phân, những đứa ngửi thử, những đứa nói, phân bây giờ nó không thúi nghe. Thúi một chút rồi chứ không thúi nhiều. Ngộ ghê, ăn chay nó lạ ghê, cái này là xác thực nhất đó quý vị. Tùy quý vị nghe, những đứa cũng không kêu quý vị làm chuyện này đâu. Những đứa hy sinh để mà nói với quý vị nghe đó. Trời ơi, giảm pháp mà đến cái mức này là rùng mình rỡn óc luôn. Hết lòng rồi đúng quý vị. Thôi đủ rồi ha. Thôi chúng ta hôm nay học đến đây quý vị, 7 điều này học rất là hay, xác thực cần phải học phải không? Nên quý vị cố gắng tu hành niệm Phật siêng năng, sống trong cái cảnh duyên nào cũng sống vui vẻ niệm Phật. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở cực lạc nha. Dạ A Di Đà Phật. Vị nhớ rằng là chúng ta sắp sửa tổ chức Dí Di Đà đó nha quý vị. Rủ ai được thì rủ đến đây tu. Chúng ta cố gắng những cái pháp hội tu này để hồi hướng cầu cho những cái kiếp nạn quá giải bớt đi quý vị ha. Nên ngày 16 chúng ta tổ chức bên Đại Tùng Lâm, ngày 17 chúng ta tổ chức bên đây 2 ngày.
Nên quý vị ở xa cố gắng rủ người ta đi đến đây tu. Nó không có hình thức gì hết, chỉ có tu hành thôi, làm chính. Tất cả những người mang nghiệp phá thai này kia đồ, mà ở trong cái duyên và pháp hội mà ngày Chủ Nhật này đồ nè, và những cái pháp hội mà tổ chức tu đó, nó lợi ích lắm nghe không. À, bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nè quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.